Rồi, xin chào các bạn ha. Hôm nay thiết bị máy nhập khẩu mới về một cái lô phụ kiện cho máy phân từ BB100E. Máy phân từ MD108 ha. Đó. Đây là những cái phụ kiện được nhập chính hãng từ Đức luôn ha. Thì mới nhận hàng bên TNT mới phát đây. Mình sẽ vui kiểm tra hàng ha. Đây là những cái phụ tùng của cái động cơ Emtop ha. Đây hàng mới luôn. Đó. Nói chung là chưa có ha. Đây là cái trục bánh răng của máy phân từ BB100E cũng như là MD108 ha. Đây là cái than để mà giữ cài cái trục chính, giữ trục chính với cái bánh răng ha. Rồi, hai lồng đèn trượt. Lồng đèn này nó đặc biệt, cái là nó mặt tiếp xúc nó sẽ khác với so với những lồng đèn bình thường ha. Rồi, đây cũng là lồng đèn trượt luôn. Đó, đây cái nấm chỉnh volume, tốc độ vô cấp ha, tốc độ nhanh chậm của Đức ha, chính hãng của Đức luôn này của đó. Đây là cái bánh răng của hộp trong hộp số BB100E cũng như là bánh răng hộp số MD108. Đây cũng là cái nấm chỉnh luôn, chỉnh moment. Cái này là chỉnh tốc độ nhanh chậm nữa ha. Còn cái này nó chỉnh là moment nè. Đó. Chỉnh moment. Rồi, đây là bánh răng ly hợp. Đó. Nó khi mà quá tải thì bánh răng này sẽ cho phép trượt đi. Trượt để mà bảo vệ hộp số ha. Đó. Này lồng đèn trượt đó. À, còn đây là cái nắp hộp số, nắp nhôm ha, gọi là cái trữ trong cái động cơ 1700W của thằng Emtop Đức ha, sử dụng chung cho BB100E cũng như là BMD108. Đó, thì sau nãy giờ mình đã khui ra những cái phụ kiện ha. Đó, thì đây trước mặt đây nè, đây là cái nắp chụp hộp số ha, bằng nhôm. Nó cho máy phân từ MD108 cũng như là BB100E ha. Đó, đây là cái trục bánh răng, viên cụm bánh răng trong hộp số. Còn những cái bánh răng cơ ha. Trục bánh răng, nút chỉnh tốc độ vô cấp. Phòng đệm trượt, then thì những này hàng mới chính hãng 100% nhập từ Đức ha. Đó, thì ngoài những cái phụ kiện cơ bản trong hộp số của máy phân từ BB100E, BB100E FRV, MD108 thì mình còn cung cấp những cái phụ kiện khác như là stator, rotor và chổi than, máy phân từ BB100E, rotor, stator, chổi than, máy phân từ MD108 ha. Đó, thì cần chi tiết nào thì mình có đủ chi tiết đó luôn. Đó, thì đây nha, đây là những cái lồng đèn trượt này và cái trục bánh răng này, trục bánh răng rời nè. Đó, thì nếu mà khách hàng mua lẻ thì mình bán lẻ như thế này, còn nếu mua nguyên bộ thì những cái bánh răng như thế này nè. Đó, đây là đó, người ta lắp hoàn chỉnh vô thành bộ hoàn chỉnh này.
và một cái trục như thế này đó, và bánh răng chuyển động và những cái lông đạch phá này, đây những lông đạch phá này đó, thì ra vị trí này đã được lắp những lông đạch phá này, lông đạch trượt đây, lông trượt một hai cái sau đây ha. Thì thông thường đây là những cái bộ phận mà trong quá trình sử dụng máy phân tử TB100E cũng như là MD18 nó sẽ bị thường thường nhất là cái vỏ nhôm này, và nó khi mà quá tải thì những cái bạc đạn đũa nó sẽ ép phá luôn, banh luôn cái ổ giữ bạc đạn này ha. Thường là cái nắp này sẽ bị hư lý do là quá tải, sử dụng cái mũi cồn hoặc là mũi không đúng cách đó. Đó, sẽ phá banh cái này là không giữ được cái ổ bi trong nữa, thành thử cái nắp này thường là bị hư do trong quá trình là xài bị quá tải ha. Tiếp theo là tới cái bánh răng này thường để truyền động giữa cái đầu răng rotor và nó, thì thường thường là cái nhông rotor bị mòn thì thằng này nó cũng sẽ bị mòn theo luôn. Rồi thứ hai nữa là trong quá trình mà tháo lắp thay thế thì những thợ hay chủ quan thường sẽ làm dễ bị mất những cái lông đờn như thế này đó. Lông đờn này nó sẽ có mặt cong ha, đó, mặt cong chứ không phải là mặt thẳng giống như lông đờn thông thường ha, gọi là lông đờn đi hợp trượt á. Khi mà quá tải thì những cái này nó sẽ trượt với nhau để bảo vệ cái trục như cái then chúng ta trục bảo vệ cái đầu cái bánh răng không bị vỡ ha. Và những cái lông đàn này nó sẽ theo cái trục nó sẽ có một mặt phát bên trong nè, chứ không phải là tròn hết ha. Đó. Thường là tháo ra là thợ những lông đàn này nó không bị hư, thường là tháo ra bị mất thôi. Rồi, anh em nào cần mua phụ kiện máy phân tử BB100E MD108 thì liên hệ thiết bị máy nhập khẩu chấm cơm online 0975 157412 để được tư vấn và báo giá ha. Thì hoặc khách hàng có thể là lên trên website thiết bị máy nhập khẩu cơm mới gọi là một do phần phụ kiện máy phân tử sẽ có đầy đủ đó hết đó. Những cái nào thường hư của máy phân tử BB100E cũng như là MD118 thì mình có bán đó hết. Đó, thì này hàng nhập chính hãng từ Đức ha, thì mỗi một cái đều nó có cái mã số hết. Rồi, mình sẽ nhắc lại này, anh em nào có nhu cầu mua phụ kiện thay thế cho máy phân tử BB100E hoặc MD108 và những cái máy phân tử khác của Đức ha, thì cứ liên hệ hotline 0975 157412 ha. Rồi, xin chào anh em.